Tôi trường đá thì tôi trường ở vùng Nam, thì như thế là hôm trước tôi đã báo cáo rồi, tức là tôi bị viêm da mặt mà do cái hậu quả của chiến tranh, cho nên là đã viêm da từ sau ngày giải phóng. Thế đến bây giờ là cái cơ quan quản lý sức khỏe của tỉnh thì cũng đã siêu âm màu là rất nhiều lần, có thể nói là dưới 10 lần siêu âm màu, thì người ta kết luận là cái gan của tôi có nguy cơ sơ gan. Thế thì vừa rồi tôi trường cái đá này thì tôi thấy nó dễ chịu và nó nóng quá thân, và cái bụng của thế nó dễ chịu, nó không có căng cái bụng nữa. Thế mà ăn ngon ngủ ngon và cái mồm nó không có đắng nước bọt ở trong mồm. Thế thì và cái thứ hai là cái đi đại tiện thì nó thoải mái, chứ nó không ngồi là 20-30 phút như trước đây. Thế là cái đường nó thông, thì tôi thấy cái kết quả của cái gan này rất